Xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng vào bếp với hai mẹ con mình làm món bí hầm dừa nha. Nguyên liệu để làm cho món bí hầm dừa thì mình gồm có khoảng nửa trái bí, khoảng 300g bí và 300g khoai môn. Mình đã rửa sạch và cắt vuông như vậy nè. Một nải chuối. Chuối này nó chín mùi về mình nấu nó sẽ ngon. 100g đường. Và một chút muối nha. Giờ mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối vào trong cái son bí và khoai môn nè. Còn trái dừa này mình sẽ đi đập gan và nạo. Đây mình có cái bằng nạo nè. Này mình sẽ đập trái dừa ra nha. Wow, ở trong có cái mọng luôn nè các bạn. Mọng dừa ngon quá. Cái mọng dừa này lúc nhỏ mình rất là thích ăn nè. Mỗi khi mà đập dừa làm bánh hay gì, mẹ làm là ngồi kế bên giống như vậy nè, để đợi lấy mọng dừa ăn. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Lâu lâu được trái dừa có cái mọng ngon á. Bây giờ mình sẽ đi nạo dừa nha. Ở quê mình là toàn là nạo dừa bằng cái bằng nạo như vậy không nè các bạn. Tại vì trong mình là dùng vuông nuôi tôm đó, chứ không có ở ngay chợ, cho nên không có mua dừa nạo sẵn được. Toàn là mua dừa khô cháy rồi về mình nạo như vậy. Làm bánh hay nấu chè mình đều nạo vậy hết, giống như hồi xưa vậy đó. Cha mẹ ông bà mình cũng nạo bằng cái bằng nạo gì. Một trái dừa mình đã nạo xong rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ đi dắt cái nước cốt này ra nha, cho vào nồi bí và khoai môn nấu. Nước cốt dảo mình đã dắt và mình cho vào trong cái son bí và khoai môn nè các bạn. Khoảng một tô nước cốt dảo và một chén nước cốt nguyên nè. Giờ mình sẽ bật lửa lên mình nấu khoai môn với bí nè. Đậy nắp lại để cho nó sôi. Sau khi nấu bí để cho nó thấm nước cốt dừa nè, mình đã vớt bí ra trước và mình để khoai môn cho nó chín nha, cho nó mềm khoai môn. Rồi mình sẽ cho chuối vào nấu cùng với khoai môn. Chuối sim nè nó chín mềm như vậy nè, các bạn nấu nó ngon lắm. Nó sẽ ngọt và có mật ở trong. Rồi giờ sẽ đậy nắp lại cho chuối nó thấm nước cốt dừa. Khoai môn và chuối nó cũng đã sôi được 5 phút rồi nè. Giờ mình sẽ dỡ nó ra.
giờ cho bí vào. Cái môn nó chín dẻo luôn rồi nè các bạn. Thơm lắm. Giờ mình sẽ nêm đường vào luôn nha. Tùy giờ các bạn thích ăn ngọt hay lạt thì các bạn có thể thêm hay giảm lại nha. Nước cốt dừa cũng vậy. Nếu mà muốn ăn nước nhiều thì có thể dắt nhiều hơn. Giờ mình sẽ cho nước cốt nguyên vào nha. Chứ nước cốt này nó béo, mình dắt đầu đó. Rồi, tắt bếp. Chín rồi nè. Bí hầm dừa mình đã nấu xong rồi nè các bạn. Giờ hai mẹ con mình mời các bạn cùng ăn với hai mẹ con mình nha. Trời đang mưa nè. Ăn bí hầm dừa nóng hổi luôn. Thơm môn dẻo quá. Có thơm môn vô nấu nó thơm lắm. Chuối nó chín mùi á. Có mật ở trong ngọt lắm. Cái món này mình nghe mẹ mình kể là ông bà hồi xưa với ba mẹ hồi đó làm ruộng đồng nữa đó. Đi ra ruộng là hay nấu cái bí hầm dừa này. Để khi mà đi ruộng vô đói á. Cái múc ăn. Mình nấu ngay bữa nay trời mưa nữa. Ăn bí nóng hổi nè. Hôm nay trời mưa lạnh, nấu nồi bí ăn ngon quá. Kết thúc video, hai mẹ con mình xin chào tạm biệt các bạn nha.